Các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng trí nhớ đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống tâm lý của con người, là điều kiện để chúng ta tích lũy những kinh nghiệm sống, những trí thức để có thể xử trí mọi việc trong hiện tại và cả tương lai. Và nếu chúng ta không có trí nhớ thì hoặc là sẽ không thể làm được gì, hoặc làm gì cũng thất bại, thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến bản thân mình và mọi người xung quanh. Trí nhớ là quá trình bao gồm việc thu nhận thông tin, lưu trữ thông tin và hồi tưởng thông tin. Khi chúng ta thu nhận được thông tin qua các giác quan, não bộ sẽ tiến hành phân tích và chuyển đến lưu trữ vào các khu vực khác nhau trong não bộ con người thông qua những đường liên hệ thần kinh tạm thời. Đây được xem là cơ chế hình thành trí nhớ. Khi những liên kết thần kinh tạm thời mới được hình thành để lưu trữ những thông tin mới xảy đến, liên kết thần kinh cũ sẽ bị thay thế, nhưng thông tin cũ ấy không bị mất đi mà sẽ vẫn tồn tại đâu đó trong não bộ con người và sẽ được tái hiện nếu chúng ta hồi tưởng, nghĩa là thiết lập lại con đường liên kết thần kinh cũ. Để dễ hình dung, những thông tin mà chúng ta lưu giữ trong trí nhớ cũng như những cuốn sách được xếp vào một thư viện với hàng triệu, thậm chí hàng tỷ cuốn sách. Nếu chúng ta biết cách sắp xếp theo một trình tự nào đó với những chỉ dẫn cụ thể tới từng vị trí từng cuốn sách như cách mà người thủ thư thường làm, thì việc tìm lại một cuốn sách sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Các bạn thân mến, căn bệnh mất trí nhớ ở người già hay là đãng trí là những khái niệm mà chúng ta vẫn thường gặp. Tuy nhiên, ngay cả với những người trẻ chúng ta hiện nay, nếu không có những bản ghi nhớ hay những thiết bị thông minh để nhắc nhở, thì đôi khi chúng ta cũng quên cả những việc mà mình định làm. Vậy thì bản chất của việc ghi nhớ là gì? Và tại sao chúng ta lại bị mất khả năng nhớ? Ngay bây giờ, hãy cùng tôi gặp gỡ một chuyên gia để tìm hiểu. Thưa bác sĩ, đầu tiên nhờ bác sĩ có thể phân tích cho mọi người hiểu rõ bản chất của việc ghi nhớ trong mỗi người chúng ta là gì? Mỗi vùng não nó có một chức năng riêng. Đấy. Thì khi mà những hình ảnh, những cái hiện tượng, câu nói hay tất cả những cái sự việc ấy, thì nó đều được truyền tải vào não. Và từ đó nó tổng hợp phân tích. Và chưa phân tích xong thì tổng hợp lại để mà truyền tải đến một vùng gọi là bộ nhớ. Đấy. Cho nên khi muốn có trí nhớ tốt ấy, thì bắt buộc não phải làm việc bình thường. Không phải một vùng đâu mà tất cả các vùng não liên quan nhau thì thông tin của các vùng não đó nó phải là thông suốt. Khi mà bất kỳ bộ phận nào, ví dụ bộ phận tiếp nhận, anh không tiếp nhận tốt thì cũng không thể đưa có những thông tin để mà giải truyền tải. Thứ hai là khi một cái bộ phận tiếp nhận nó truyền tải cho bộ phận phân tích chẳng hạn, trên đường bị gián đoạn, hay là bản thân cái bộ phận đó nó làm việc không tốt chẳng hạn thì cũng gây ra không nhớ, hay là vấn đề bản thân cái bộ phận ghi nhớ đó nó cũng có vấn đề chẳng hạn thì nó cũng không gây nhớ được. Cho nên là thực sự nói thì tùy theo những tổn thương vùng não nào thì biểu hiện cái suy giảm trí nhớ nó khác mức độ khác nhau. Theo các chuyên gia, những đường liên kết thần kinh tạm thời trong não bộ được xem là cơ chế hình thành trí nhớ. Trong đó, phản xạ có điều kiện là cơ sở sinh lý của sự ghi nhớ, còn sự củng cố, bảo vệ đường liên hệ thần kinh tạm thời đã được hình thành trong quá trình ghi nhớ là cơ sở của sự hồi tưởng, tái hiện của trí nhớ. Bản chất của việc ghi nhớ là sự mã hóa các thông tin. Và một trong những nguyên tắc căn bản giúp chúng ta có thể ghi nhớ dễ dàng nhất là mã hóa hình ảnh. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta lại có cách mã hóa hình ảnh của riêng mình. Ví dụ, để nhớ một người mới quen, có người sẽ tìm ra một đặc điểm nào đó trên khuôn mặt, dáng vẻ của người đó với một người nổi tiếng hoặc một người đã quen từ trước. Cũng có người sẽ gắn một đặc điểm nào đó của người đối diện với một câu chuyện thú vị hoặc hình ảnh, địa danh quen thuộc nhất của mình. Nếu không tìm được một điểm chung nào đó giữa người mới quen với kho dữ liệu quen thuộc, chắc chắn quá trình ghi nhớ và tái hiện, hồi tưởng trong tương lai sẽ vô cùng khó khăn. Thưa bác sĩ, xưa nay chúng ta vẫn cho rằng mất trí nhớ thường xảy ra những người cao tuổi, nhưng thực chất bây giờ thì mất trí nhớ có vẻ ngày càng trẻ hóa, không biết nguyên nhân là vì sao? Bất kỳ một cái tổn thương nào của não có thể đều gây ra mất trí nhớ cả. Tất nhiên người già thì rất nhiều bệnh hơn, mà những bệnh đó tác động lên tổn thương não thì hay xảy ra cái chuyện mất trí nhớ. Nhưng tại sao bây giờ trẻ hóa vấn đề mất trí nhớ? Bởi vì có rất nhiều những nguyên nhân trong cuộc sống bây giờ đưa đến hiện tượng là làm tổn thương não. Ví dụ bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông chẳng hạn. Ví dụ thanh niên bây giờ sử dụng những cái thuốc gây nghiện chẳng hạn, ma túy hoặc là rượu, thuốc lá chẳng hạn. Đấy cũng là cái yếu tố mà có thể gây ra tình trạng mất trí nhớ. Hoặc cuộc sống căng thẳng và cuộc sống áp lực như vậy thì người ta phải dùng thuốc an thần, hoặc nhiều khi người ta dùng những thuốc kháng vitamin. Bởi vì cái môi trường ô nhiễm này thì đấy là những cái thuốc mà có thể gây ra tình trạng tổn thương não, mà tổn thương não thì gây ra tình trạng giảm trí nhớ hoặc là gây ra mất trí nhớ hoặc là ở sau sa sút trí tuệ. Như vậy thì có phải là những người trẻ tuổi hiện nay Cái khả năng trí nhớ càng ngày càng giảm sút một phần cũng do là phụ thuộc vào những trang thiết bị hay là những thói quen không tốt không ạ? Chính xác, khi anh đi học chẳng hạn, anh muốn thuộc bài anh phải học, không phải học một lần mới được, phải học nhiều lần. Chính vì vậy mà muốn có trí nhớ tốt anh phải bắt cái não làm việc. Bây phụ thuộc vào nhiều cái thiết bị làm cho con người ta lười suy nghĩ. Mà lười suy nghĩ như vậy thì cái trí nhớ sẽ giảm đi. Và tất nhiên muốn để cho trí nhớ tốt bắt buộc anh phải làm việc, tăng cường làm việc. Theo các chuyên gia, trí nhớ của chúng ta cũng phải thường xuyên được rèn luyện, nghĩa là phải liên tục hồi tưởng, tái hiện thông tin, bởi vì bản chất của việc lưu giữ trong trí nhớ là sự củng cố, bảo vệ đường liên hệ thần kinh tạm thời đã được hình thành trong quá trình ghi nhớ. Điều này giống như trong quá trình học tập, ta cần phải thường xuyên ôn luyện kiến thức để có thể ghi nhớ sâu và bất kỳ lúc nào cần đến cũng có thể vận dụng được ngay lập tức. Vậy là chúng ta đã hiểu bản chất của trí nhớ là gì và những nguyên nhân khiến cho trí nhớ của chúng ta ngày càng một bị giảm sút. Vậy thì có cách nào để cải thiện hay không? Và chúng ta phải rèn luyện thế nào để nâng cao khả năng nhớ? Ngay bây giờ hãy cùng tôi tiếp tục tìm hiểu. Đây là một bệnh nhân 75 tuổi, đột quỵ não. Bệnh nhân xuất hiện đau đầu, nói ngọng và được đưa ngay vào viện với tình trạng liệt một nửa người bên trái và huyết áp rất là cao, 210 trên 120 mmHg. Chúng tôi chụp CT scanner thì thấy cái hình ảnh xuất huyết nó lan tỏa như thế này. Đối với những trường hợp như này, sau quá trình điều trị thì tất nhiên khi nó đã chảy máu ra khỏi lòng mạch thì nó sẽ chèn ép, gây tổn thương tế bào não. Cái vùng này là cái vùng đồi thị, nó là tập trung rất nhiều những trung tâm trí tuệ ở đây. Thì rõ ràng bệnh nhân này sau sẽ có rất nhiều cái ảnh hưởng. Chắc chắn rằng cái vấn đề sa sút trí tuệ bệnh nhân này sẽ xảy ra. Theo các nhà nghiên cứu, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh mất trí nhớ, nhưng chủ yếu là do chấn thương sọ não. Đây là nguyên nhân gây ảnh hưởng nặng nề tới các chức năng của não, trong đó có chức năng lưu trữ, tái hiện của trí nhớ. Mất ngủ, việc ngủ quá ít hoặc thường xuyên thức dậy vào ban đêm có thể dẫn tới mệt mỏi và làm giảm khả năng thu thập thông tin và là nguyên nhân mất trí nhớ tăng cao, trong đó có bệnh Alzheimer. Thiếu vitamin B, thiếu B1, con người dễ mắc phải hội chứng rối loạn thần kinh dẫn đến mất trí nhớ hoặc ngắn hạn hay dài hạn. Ngoài ra, nếu thiếu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các chất cấp thiết cho hoạt động của não bộ như phosphatidyl 1, DHA, EPA cũng làm cho các tế bào thần kinh mau chóng bị tổn thương và gây suy giảm trí nhớ. Ngoài ra, việc lạm dụng chất kích thích và thuốc gây nghiện, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá cũng là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng mất trí nhớ. Theo bác sĩ, dưới góc độ bệnh lý thì việc mất trí nhớ của chúng ta được hiểu như thế nào? Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới phân ra hai cái nhóm bệnh chính của sa sút trí tuệ, đó là bệnh Alzheimer và bệnh sa sút trí tuệ do các bệnh mạch máu não. Bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer đó, đây là cái hiện tượng sơ hóa não và thoái hóa chất não dạng tinh bột, thì chúng ta cứ hiểu nó có một cái quá trình tuần tiến. Chính vì vậy, nhóm bệnh này hay gặp ở người già, người cao tuổi. Còn đối với nhóm bệnh sa sút trí tuệ do các bệnh mạch máu thì đây là một cái xu hướng trẻ hóa. Mà cái thuật ngữ mới nhất mà trên toàn thế giới chúng ta sử dụng cái thuật ngữ đó là đột quỵ não, đó là các bệnh lý về mạch máu não có thể gây ra những cái biến chứng rất nặng, thậm chí có thể tử vong nhanh. Vậy khi đã xảy ra những triệu chứng của sa sút trí tuệ mất trí nhớ thì chúng ta nên phải làm gì để có thể khắc phục được? Sa sút trí tuệ đối với bệnh Alzheimer tiến triển kéo dài đó thường gặp ở người lớn tuổi, thì cái việc khắc phục nó đây là quả là một cái quá trình trị liệu phối hợp với lại việc dùng thuốc mang tính chuyên sâu của các nhà thần kinh học. Còn đối với cái sa sút trí tuệ ở cái nhóm bệnh mạch máu não đấy thì bản chất nó là hậu quả của bệnh lý. Thì cái việc hồi phục đó nó tùy thuộc vào cái tổn thương trước đó. Thì sau khi cái tổn thương nó đã ổn định ở một cái giai đoạn nhất định thì chúng ta cũng phải có những cái sự chăm sóc mang tính chuyên gia của các nhà thần kinh học. Theo các chuyên gia thì để có một trí nhớ tốt thì chúng ta không nên quá phụ thuộc vào những thiết bị lưu trữ bên ngoài bộ não như là những tờ giấy nhắc việc, điện thoại hay máy tính, mà phải có những phương pháp rèn luyện để tăng khả năng nhớ. Và bây giờ thì tôi sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm để giúp chúng ta rèn luyện những phương pháp như vậy. Xong rồi, thêm phép tính nữa. Các bạn có thấy không, với chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi là khoảng 30 giây thôi, với người lớn chúng ta nếu dùng máy tính để nhập liệu thì cũng chưa chắc đã kịp thời gian. Vậy mà em Đại đã tính được xa xong nhanh. Quả là một trí nhớ rất nhanh và cách nhẩm tính rất là siêu. Chú đập tay lại cháu lần nữa. Thưa cô giáo, qua trò chơi vừa rồi tôi thấy có rất nhiều phép tính, rất nhiều con số. Mà tại sao các em nhỏ như vậy lại có thể nhớ được ạ? Sở dĩ các con có thể làm được các phép tính rất ấn tượng như vậy là vì các con đã luyện tập với phương pháp tập thể dục dành cho não bộ có tên là UCMAS. Và phương pháp này thì đã bắt nguồn từ Malaysia vào năm 1993. Nó sử dụng bàn tính và các con số để rèn luyện cho các con về cái khả năng tính toán, khả năng tư duy, khả năng tập trung, khả năng ghi nhớ và hình dung tưởng tượng. Cô giáo vừa nói là chúng ta có thể rèn luyện thể thao cho bộ não. Như vậy thì bản chất của phương pháp này giúp các em rèn luyện trí nhớ như thế nào ạ? Môn tập thể dục dành cho não bộ này thì chúng ta sẽ sử dụng bằng công cụ là bàn tính và các con số để rèn luyện thể lực cho não bộ của học sinh. Việc tập thể dục bình thường, nếu như lúc đầu chúng ta mới tập chúng ta chỉ nâng được tạ 2 cân, sau đó có thể nâng được tạ 5 cân, rồi dần dần lên 10 cân. Thì với UCMAS như này cũng vậy, lúc đầu chúng ta chỉ tính được những cái phép tính ngắn, đơn giản, nhưng dần dần chúng ta có thể tính được những phép tính dài hơn, phức tạp hơn. Lúc đầu các con học cộng trừ nhưng về sau có thể phức tạp hơn như là nhân chia, khai căn, lũy thừa hay tính số thập phân. Thì điều đấy không chỉ nói lên cái khả năng tính toán của các con rất là tốt mà nói lên được là cái khả năng tư duy, khả năng sức bền thần kinh, khả năng ghi nhớ và khả năng tập trung của các con tốt hơn. Và các con sẽ cứ luyện tập như thế hàng ngày để kích hoạt hai bán cầu não để các con có thể là phát triển tư duy tốt hơn. Không chỉ trẻ em cũng có thể dùng phương pháp này mà ngay cả người lớn chúng ta cũng có thể rèn luyện trí nhớ qua UCMAS đúng không ạ? Phương pháp này thì đã có mặt ở 77 quốc gia trên toàn thế giới. Ở Nhật thì họ còn dùng cái phương pháp này để làm một cái công cụ để chống mất trí nhớ cho người già, ngăn chặn cái căn bệnh Alzheimer ở người già. Ở Việt Nam chúng tôi đã triển khai môn này ở 140 cơ sở trên toàn quốc dành cho trẻ em từ 4 cho đến 14 tuổi. Theo các nhà nghiên cứu, não bộ của chúng ta có khả năng ghi nhớ rất tốt nhưng chưa được khai thác triệt để. Vì thế, để có một trí nhớ tốt, bên cạnh rèn luyện theo các phương pháp luyện trí nhớ, chúng ta cũng cần phải thật tập trung khi ghi nhớ điều cần nhớ. Đồng thời, thay vì nhớ những con số, sự kiện khô khan, cần phải biết liên tưởng và suy nghĩ theo cách hóm hình, hài hước để tạo ra sự phấn khích cho não bộ. Nghĩ đến những gì càng quen thuộc hoặc khác biệt thì não bộ càng dễ thu nạp và lưu lại hơn. Các bạn thân mến, trí nhớ là một chức năng thiết yếu của bộ não, được chúng ta vận dụng không ngừng nghỉ trong suốt cuộc sống. Và chính vì vậy chúng ta cần phải biết giữ gìn, tăng cường tập luyện để tăng khả năng phân tích, lưu giữ của bộ nhớ. Và các bạn hãy nhớ rằng một tâm hồn lành mạnh thì luôn tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh. Chính vì vậy chúng ta phải rèn luyện không ngừng nghỉ. Và nếu làm được như vậy thì chắc chắn khỏe thật đơn giản.